Việc hội đồng xét xử phiên phúc thẩm toán nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 8 năm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, cha đẻ nạn nhân NTVA, sinh năm 2013 đã khép lại những bức xúc của dư luận trong thời gian qua. Ngày 10 tháng 5, sau thời gian nghị án kéo dài, hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm toán nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, 8 năm tù về hai tội, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nạn nhân trong vụ án này là con gái của Thái. Liên quan đến vụ án trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 28 tháng 4, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, vợ hờ của bị cáo Thái, đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận bức án cao nhất do Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án vào ngày 25 tháng 11 năm 2022. Do đó, hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trang. Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 28 tháng 4, các luật sư của bị hại NTVA cho rằng các tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thái 8 năm tù là quá nhẹ, không đúng với bản chất hành vi phạm tội của Thái, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, các luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái thành giết người với vai trò đồng phạm của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tuy nhiên, những yêu cầu của phía luật sư bị hại đã bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại phiên tòa phúc thẩm cũng như hội đồng xét xử nhận định không đủ cơ sở xác định bị cáo Trung Thái đồng phạm tội danh này nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại. Với việc tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại bức xúc của dư luận trong suốt thời gian qua.